Đàm Thu Trang khoe ảnh con gái 3 tuổi phụ mẹ chăm sóc em út. Hình ảnh Su Chin phụ mẹ cho em bé uống sữa khiến mọi người thích thú. Mới đây, Đàm Thu Trang đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh ba mẹ con và nhận được nhiều sự chú ý của mọi người. Đàm Thu Trang hạnh phúc tâm sự, ruộng sâu trâu lái không bằng con gái đầu lòng. Mẹ nhờ được chị Su Chin nhiều thứ lắm rồi. Cùng với chia sẻ của Thu Trang là hình ảnh Su Chin đang giúp mẹ cho em út Su Tin uống sữa khiến mọi người vô cùng tan chảy. Nhiều người ngay lập tức bình luận khen ngợi cô bé Su Chin ngoan ngoãn và hiểu chuyện, mới 3 tuổi đã biết giúp bố mẹ chăm em. Cuối tháng 5 năm 2023, doanh nhân Cường Đô La thông báo trên trang cá nhân tin vui bà xã Đàm Thu Trang đã hạ sinh mẹ tròn con vuông em bé thứ hai. Nhóc tì được đặt tên thân mật ở nhà là Su Tin, tương tự như anh hai sắp yêu và chị ba Su Chin. Theo chia sẻ, Su Chin rất thích được gặp em bé và thường xuyên quấn quýt mỗi khi thăm em. Bà ngoại Su Chin còn cho biết, cô bé rất muốn được bế em và còn phụ ba mẹ chăm sóc em.